Hi xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh lắp của hải nội dung trong video này mình sẽ cập nhật những thông tin mới nhất về dự án CDA Engine nha các bạn thì đây là cái thông báo mới nhất trên trang ít của CDA Engine thì thông báo có nội dung như sau đó là xin chào Silian. theo lộ trình của chúng tôi ba mục tiêu tiếp theo trong kế hoạch phát triển của chúng tôi đó là thứ nhất xác minh cai xe thủ công thứ hai đó là yêu cầu mã thông báo CDA và thứ ba đó là phát triển ứng dụng và web giao dịch CDA thì hiện tại nè để mình thoát ra trang chủ cho các bạn xem thì đây là cái lộ trình của Sila Exchange nha các bạn thì đến ngày 30 tháng 9 năm 2024 nè thì nó mới chính thức được lên sàn giao dịch nha các bạn thì hiện tại dự án đang triển khai đến ngày 30 tháng 9 nha các bạn thì có rất nhiều dự án trong năm 2020, 2024 bùng nổ đó nha các bạn và cái dự án Sila Exchange cũng là một trong số đó nha rồi và đây là cái app khai thác của Xila nha các bạn. Thì bạn nào chưa đăng ký cũng như là bạn nào mà chưa biết khai thác như thế nào á, thì các bạn có thể bấm vào cái phần ghi bình luận mà mình sẽ để video hướng dẫn nha. À, rồi tiếp theo đó đây là cái app khai thác của khai thác nó cũng khá đơn giản các bạn. Thì ở giao diện đăng nhập như thế này nè, các bạn bấm vào cái ô cái nút mà khai thác qua quay nè khi mà các bạn bấm vào á, là chúng ta sẽ tiến hành khai thác. À, các bạn có thể chọn nha 24 giờ các bạn khai thác một lần hoặc là 12 giờ các bạn khai thác một lần hoặc là à, 6 tiếng các bạn khai thác một lần. Thì cái đó là tùy theo thời gian rảnh của các bạn nha. Thì à, mình thì mình thường chọn là à, 24 giờ mình khai thác một lần nha các bạn. Và ở đây nè nó có cái chuỗi đào nè các bạn nào phần thưởng chuỗi nè. Ví dụ ở đây nè, xin chào xin lên bạn có điểm chuỗi là 5 ngày, đào trong 5 ngày liên tiếp À, để nhận phần thưởng là 4 xi lên đấy các bạn à, mỗi một ngày các bạn khai thác rồi các bạn khai thác á, 5 ngày liên tục á, thì các bạn cũng nhận được cái điểm thưởng nha các bạn à, thì đây là cái thông báo đầu tiên này các bạn nào cái thông báo đầu tiên nó thông báo là chúng ta sẽ chuẩn bị cai xe À, nha các bạn thì cái app này khi mà chúng ta đăng ký là chúng ta chưa cai xe đâu thì uh, trong thời gian sắp tới nó sẽ cho chúng ta cai xe nha. thì mình nói sơ qua cho các bạn nào chưa biết nha. thì Cila uh, tức là chúng ta khai thác cái đồng CLT đây là một cái đồng trong cái sàn giao dịch đó là sàn sila Exchange nha các bạn. sau này thì cái đồng này sẽ sử dụng trong cái sàn giao dịch này nha. rồi thì ở đây các bạn có thể mời bạn bè nha ở giao diện khai thác như thế này nè. các bạn kéo xuống dưới nè phía dưới đây nó có cái mà chia sẻ bạn bè nè khi mà các bạn bấm vào chia sẻ bạn bè thì nó sẽ các bạn có thể copy cái đường link này để đi mà mời bạn bè để mà tăng tốc độ khai thác nha các bạn còn phía bên dưới nó có sách trắng nè thì các bạn có thể đọc sách trắng của dự án nha thì cái sách trắng cũng như là những cái câu hỏi liên quan đến dự án á, thì mình đã làm video hết rồi các bạn thì bạn nào mà chưa xem á, thì các bạn có thể click vào phần bình luận để mà xem lại nha rồi thì chúng ta hiện tại chỉ chờ cái việc mà KC thôi nha các bạn và à, tích cực đó là khai thác hàng ngày 24 giờ vào bấm khai thác một lần nha các bạn và video chia sẻ của mình đến đây đã kết thúc và các bạn có thể nhấn nút đăng ký và quả chuông bên cạnh để đón xem những video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.